Thay toàn ban bình ngữ như xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do, tối thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 1, công an quận Tân Bình cho biết quá trình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng ở phường 6 quận Tân Bình đã phát hiện tài liệu tuyên truyền xấu một lãnh đạo công an quận Tân Bình không nêu tên nói báo chí trong nước rằng sau khi tháo dỡ công trình thì họ đã phát hiện tại đây có phòng cách âm với các thiết bị ghi âm ghi hình phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền và nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền xấu. mà báo Sài Gòn Giải phóng lấy nguồn tin từ công an quận Tân Bình khẳng định. Các công trình bị tháo dỡ vừa qua được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp nên các trường hợp cư trú trong các công trình này không đủ điều kiện được giải quyết đăng ký tạm trú. Cũng theo báo này thì khu vực này có nhiều đối tượng hình sự, đối tượng hoạt động chống phá, trú ngụ vào ban đêm. Công an cũng nói sau cưỡng chế phát hiện phòng cách âm máy ghi âm, máy quay hình phục vụ cho truyền thông và tài liệu có nội dung tuyên truyền xấu nhưng không nói rõ là tài liệu như thế nào. Thưa quý vị, báo điện tử SOHA ngày 16 tháng 1 cho biết là công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý với gần 20 người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối lực lượng và chống người thi hành công vụ ở khu đất vườn rau Lộc Hưng. Công an cũng cho hay là đã xác định các đối tượng cầm đầu và đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm trước pháp luật. Theo người dân thì trong hai vụ cưỡng chế ngày 4 và ngày 8 tháng 1, lực lượng cưỡng chế đã bắt giữ hàng chục người dân ở đây khi quay hình chụp ảnh của cưỡng chế. Công an Tân Bình cho rằng khu vực đất vườn rau có 134 hộ đã đăng ký kê khai sử dụng đất nông nghiệp. Hai đợt cưỡng chế khoảng 112 căn nhà công trình vào ngày 4 và 8 mà quận thực hiện đã được báo cáo xin chủ trương và được thành phố chấp thuận. Ngày 16 tháng 1 năm 2019 thì nhóm luật sư gồm 17 người đại diện cho 20 hộ dân thuộc vườn rau Lộc Hưng ra thông cáo báo chí số 1 khẳng định trong thời gian vừa qua có một số báo chí đã đưa tin một chiều không khách quan. Đồng thời, người dân tại đây cũng gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về sự việc bị cưỡng chế thu hồi đất và bị đập phá tháo rỡ nhà trái pháp luật. Theo các hộ dân vườn rau Lộc Hưng thì nhiều thông tin trên báo chí nhà nước hiện nay không phản ánh đúng sự thật, không ghi nhận những ý kiến của những người dân và phản ánh những tài liệu mà họ đã cung cấp cho các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí gây bất lợi cho họ, khiến người dân rất bức xúc nhóm luật sư Lộc Hưng gồm các luật sư có tiếng như luật sư Trần Vũ Hải, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Trịnh Vĩnh Phúc. Trong thông cáo đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, cộng đồng mạng xã hội đưa tin về vườn rau Lộc Hưng một cách khách quan, trung thực, phản ánh đúng sự thật, đặc biệt cần ghi nhận những ý kiến và tình cảnh hoạn nạn của người dân vườn rau Lộc Hưng hiện nay sau vụ cưỡng chế phá nhà. Trạm thu phí BOT Cai Lệ tỉnh Tiền Giang sẽ thu phí trở lại sau Tết Nguyên đán kỳ hợi 2019 sau hơn một năm phải đóng cửa vì bị giới tài xế phản đối và cho rằng trạm đặt sai vị trí. Theo mạng báo pháp luật, phương án thu phí sẽ áp dụng và giữ nguyên vị trí trạm hiện tại, giảm giá chung cho tất cả các phương tiện qua trạm khoảng 30% so với ban đầu và kéo dài thời gian thu phí lên đến 13 năm. Cụ thể xe 4 chỗ ngồi sẽ giảm từ 25.000 đồng một lượt xuống còn 15.000 đồng trong một lượt. Được xem là mức thu phí thấp nhất trong tất cả các dự án BOT trên quốc lộ 1 hiện nay. Đồng thời thì thêm một số xe thuộc các xã lân cận nơi đặt trạm sẽ được miễn giảm giá. Ví dụ như xã Long Khánh và phường 2 của thị xã Cai Lậy và xã An Cư, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trạm thu phí BOT Cai Lệ là nơi đã xảy ra phản đối gay gắt giữa lái xe và chủ đầu tư được thu phí ở trạm này hồi tháng 8 và cuối tháng 11 năm 2017 gây ách tắc giao thông. Biểu tình phản đối các tài xế với chủ đầu tư kéo dài nhiều tuần lễ. Hồi đầu tháng 12 năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng thu phí trạm này trong vòng 30 ngày để đưa ra hướng giải quyết. Nhưng sau đó thì chính phủ vẫn chưa thể đưa ra giải pháp cuối cùng với trạm này và trạm đã phải ngừng thu phí trong vòng 1 năm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube OFA Tiếng Việt của bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối mai. Mến chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.